Không chỉ sở hữu lợi thế vượt trội về diện tích, Atta House còn gây ấn tượng nhờ vẻ rộng rãi, thông thoáng và không kém phần sang trọng. Thiết kế đóng bên ngoài, mở bên trong của căn nhà đem lại sự tiện nghi, thư thái cho gia chủ, đồng thời cũng rất phù hợp với những người ưa thích sự riêng tư, đơn giản mà ấm cúng. Căn nhà có diện tích rộng 465m², phía bên ngoài được thiết kế một cách kín đáo với những mảng tường lớn, hạn chế tầm nhìn từ bên ngoài. Các đường nét bên ngoài Atta House đều vuông vức, đồng đều, đơn giản mà tinh tế, mang lại cảm giác trẻ trung, hiện đại. Thiết kế này vừa mang lại tính thẩm mỹ, vừa đảm bảo được không gian sinh hoạt riêng tư, tự do bên trong ngôi nhà Atta House là căn nhà mang trong mình thiết kế hiện đại, đơn giản mà sang trọng. Các khu vực bên trong nhà được kết nối một cách liền mạch, rộng mở giúp lưu thông không khí trong nhà, đồng thời đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sử dụng của gia chủ.